liên quan đến việc kim ấn triều Nguyễn và bát vàng của vua Khải Định được giao đấu giá tại Pháp chiều 27 tháng 10. Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc Việt Nam đã ban hành văn bản gửi đến ông Jean Gauthier, giám định viên của hãng đấu giá Billen tại Pháp, yêu cầu hủy bỏ cuộc đấu giá hai cổ vật quý hiếm của Việt Nam. Văn bản của Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc Việt Nam do ông Nguyễn Phước Bửu Nam, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc Việt Nam, Hoàng tộc nhà Nguyễn ký và gửi đến ông Jean Gauthier, giám định viên của hãng đấu giá Billen. Trong đó, ông Nguyễn Phước Bửu Nam lưu ý đến các khía cạnh pháp lý, Công ước UNESCO về cuộc chiến chống buôn bán các hiện vật văn hóa. Văn bản gửi cho 4 người của hãng đấu giá Billen là ông Chủ tịch, ông Phó Chủ tịch và hai giám định viên. Trong đó đề cập, cái ấn này đã 200 năm và truyền từ vị vua này sang vị vua khác, đó là quốc bảo của Vương Triều Nguyễn và Việt Nam, nên việc vua Bảo Đại để lại quyền thừa kế cho bà Monique Baudot, con cháu của bà đem đi đấu giá là vượt khỏi quyền của ông. Vị đại diện hoàng tộc nhà Nguyễn rất ngạc nhiên khi bảo vật quốc gia Việt Nam được giao bán như những thỏi vàng một cách rất thông thường. Nội dung văn bản cũng chỉ rõ lời yêu cầu hủy bỏ cuộc đấu giá hai cổ vật nêu trên trong khi chờ các cơ quan hữu trách kiểm tra. Trước đó, hãng đấu giá Millen tại Pháp thông báo sẽ tổ chức đấu giá hai cổ vật là đồ ngự dụng của Việt Nam, đó là kim ấn Hoàng đế Chi Bảo được chế tác dưới triều Hoàng đế Minh Mạng với giá khởi điểm là 2 triệu đến 3 triệu euro và bát vàng của vua Khải Định với giá khởi điểm là từ 20.000 tới 25.000 euro.